cái bán của game Thổ Nhĩ Kỳ này ở trên mạng rồi, nhưng mà không bao giờ nghĩ là em có thể được trải nghiệm như này. Và em cảm thấy rất là vui khi mà mình cảm giác là mình rất là muốn để mà được thưởng thức nó nhiều hơn ạ. Nói chung là cảm nhận của em ở đây thì rất là vui. Thiết kế rất là dễ thương, chuyên nghiệp, món ăn rất là ngon, các bạn hát rất là hay. Em đến đây rất là nhiều lần rồi. Dạ thì ngày hôm nay em đến đây thì vừa là đi hội chợ để xem những cái món ăn ở đây và những cái mà người ta bán ở đây ấy. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng có những cái sân chơi kiểu như âm nhạc như vậy, thì em cảm thấy là cái không gian người ta các bạn tạo ra rất là, thứ nhất là rất là trẻ trung, thứ hai là rất là chuyên nghiệp nữa. Và em cảm thấy là nếu như mà có sự kết hợp như vậy thì rất là hài hòa. Các bạn có thể là việc có thể mang đồ ăn uống hay là và ra đây và enjoy cái không gian ở đây, thì em cảm thấy rất là vui.